không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú. Loạn thế xuất anh hùng thiếu niên. Vào cuối thời nhà Thanh, năm Quan Ngụy, chính cuộc đã gặp loạn khắp nơi, dân quán bộc phát. Khí khái của một đám anh hùng thiếu niên, họ đã dùng nhiệt huyết và tánh mạng của họ để tìm ra một con đường sáng lạng huy hoàng. Danh sách của đám canh tân trong triều đã kiếm ra rồi. Hắc Đạt Đồ, ngươi đem bản danh sách này về cho lão Phật gia. Lão Phật gia muốn coi thì coi, rồi thì nghĩ cách đem cái đám hoàng chó này đi. Phần quà dạng liệu, thất tinh diệt đạo, dung dân mạng thiên, sơn thân bạch nhân, thiên ngoại phi tiên. Thôi không chơi, không chơi nữa, mệt quá, đủ rồi. Mới đây đã không chơi. Ê, người nói chỗ này có cao nhân mà, nhưng kiếm thằng lùng cũng không có. Thông thường mấy người cao thủ hay tới đây luyện tập lắm. Mình chưa gặp được họ, chắc có lẽ mình chưa có duyên. Hay là mình đi chưa có đủ sao? Ê, hôm nay vui phận chưa có tới, hay là ngày mai trở lại đi. Hôm nay sáng sớm đã tới đây, mất 3 canh giờ tới sáng luôn rồi. Phải dùng tới 3 canh giờ để lên núi. Ta thấy đói bụng rồi. Đừng mà, Diệu Tông, muốn bái sư phải có lòng mới được. Có người phải chờ tới suốt cả đời đó. Chờ có mấy canh giờ thôi đâu có đáng gì. Đói bụng cũng chịu đựng chút đi, phải không? Ê, Tiểu Ngũ à, ngươi muốn bái sư phụ nào làm sư phụ hả? Người mà ta bái làm sư phụ nhất định phải là một anh hùng. Đăng bình độ thủy, đạp tuyết vô hành, yến tử xuyên dân sung, đương nhiên là võ công cao. Khi xuất chiêu phải như là sơn nhũ dục lai phong mãn lầu, ra tay thì phải thiên kinh địa khóc, quỷ thần sâu. Bụng của ta thì thiệt như là kinh thiên địa khóc quỷ thần rồi. Sao dở vậy? Thôi xuống núi mau đi. Được, ta nhường ngươi xuống chân núi trước. Nếu ta rời không được coi như ta bị thua. Nè, ngươi nói là nhường ta đó nha. Chạy mau lên, bây giờ ta phải đi tiểu. Ta nhất định sẽ rượt kịp ngươi. Rốt cuộc đi kiếm ra cao thủ. Ta không bỏ cuộc. Đạo pháp của ngươi không tệ, tại sao giúp ác làm bậy hả? Đối với ngươi mà nói thì giúp ác làm bậy, nhưng đối với ta mà nói tận trung chức thủ. Trên đời này không có việc gì đúng hay sai, chỉ có việc thắng hay bại. Đúng.
ngươi là cao thủ lợi hại nhất mà Bình Sanh ta gặp. Kẻ luyện võ được chết dưới tay của đối thủ thật lòng thần phục, vậy mới có ý nghĩa. Có chân. Nắm chặt nha, chúng ta chưa phân thân kém đó. Được. Bây giờ cho Dương đệ tẩu biểu diễn sơn tay đao lóc mì. Tâm Nhất. Dạ. Tâm Nhất, bưng đi. Dạ. Tới liền. Mì sợi thịt bò vừa cay vừa nóng hổi đây, thêm vào nước canh pha chế đặc biệt của Dương đại tẩu, bảo đảm các vị ăn xong được hài lòng, ăn xong sẽ được khỏe khoắn, tuyệt ngon lắm. Xin mời, xin mời. Nè. Wow, đây là mì gì đây? Sao khó ăn quá vậy? Vị khách quan này không được dữ ý hả? Muốn khiếu nại mì của chúng tôi ăn không có được ngon. Ngươi không thể làm chủ trì đứng sang bên đi. Dương đại tẩu, ông đó là kiếm chủ tiệm mì này đó. Được, mì của ta nấu không được ngon hả? Ngươi là bà chủ à? Không phải, ta chỉ nấu mì, ta là Dương đại tẩu. Ta đã nói nhiều lần lắm rồi, kiếm chủ tiệm tới đây nói chuyện với ta. Ê, không cần, mì là do ta nấu, ta phụ trách. Xin hỏi các hạ là ai? Ta là Lương Nhật Khang, sơn tây Tiểu Bá Dương. Ồ, tiền đúng là người giống như cái tên. Tiểu Bá Dương muốn ăn đồ chùa hả? Ê, thiệt thất kính Tiểu Bá Dương có phải không? Chút ít quà mọn xin đừng chê bai. Ôi, coi ta là ăn xin sao? Dù sao ta cũng là sơn tây Tiểu Bá Dương. Quà, bẻ gãy rồi. Vậy có phải là người muốn đòi bồi thường hay không? Hả? Cho biết chứ. 20 lượng. 20 lượng cũng nên, nhưng ngươi cũng phải bồi thường cho chúng tôi. Ngươi nhất định bồi thường cho chúng tôi. Vậy ngươi cho biết giá đi. Được được, một tô mì 15 phân tiền. Đền gấp đôi cũng không sao. Không cần, chúng tôi mở cửa làm ăn thật thà ghê lắm, cho nên một đôi đũa 30 lượng. Cái gì? 30 lượng? Đôi đũa đây là đồ cổ đó mà. Quán Phước Như của chúng tôi bắt đầu mở tiệm từ đời nhà Tống lận. Những đôi đũa ở đây ít nhất có lịch sử hơn 100 năm rồi. Còn nữa, mỗi một đôi ít nhất là mấy chục lạng bạc đó. Người coi đi, trên này có khắc Quán Phước Như Ẩm Hòa Thực Đức 7 cái chữ này. Tất cả là đều do công trường của nhà Tống làm ra đó. Nè, kiếm công ra mua không được đâu. Mày thật là tức quá, dám đụng chạm nó sơn tay Tiểu Bá Dương. Nghe đây, khách quan, chúng tôi mở cửa làm ăn thì cần phải thật thà, có phải không? Xin nghe bồi thường. Được được được, ta đưa cho ngươi 10 lạng 15 phân tiền. Không cần, coi như tô mì đó ta đãi ngươi. Đừng khách sáo. Không có gì, để ta tiễn ngươi ra ngoài. Nè, xin lỗi nha, các vị tiếp tục ăn đi ha. Hoan nghênh lần sau nhớ giá lầm. Để lần sau ta bắt gặp, ta sẽ chặt tay của ngươi xuống. Dương đại tẩu. Trần lão sư. Ta muốn nói với bà về chuyện của con bà. Dì Tông à, hôm nay ta thiệt thấy đại hiệp đó. Tiểu ngủ à, ta quyết không tin đâu. Ê, thiệt mà, ngày mai mình lên núi nữa. Ngày mai không được, ta đã mấy ngày không có lên lớp rồi. Nếu để cho cha biết được thì không có xong đó. Bị mẹ biết được cũng không xong. Hả? Mẹ? Ôi dồi. Đứng lại. Không, sáng nay con lên lớp, con học được một bài văn, con muốn về phòng để đọc lại. Hôm nay con có lên lớp sao? Có chứ. Trần lão sư vừa tới kiếm mẹ. Theo mẹ. Quỳ xuống. Mẹ à, con biết con có lỗi, con đáng bị đòn. Nhưng trước khi đánh con, mẹ nghe con nói vài lời được không vậy? Nghe con nói hết rồi mẹ hãy đánh. Nói. Không phải là con muốn trốn học, nhưng mà ông thầy Trần cứ câu danh câu dự, chỉ biết làm tiền học trò thôi, thiệt là tào lao. Thực ra còn tệ hơn tào lao nữa.
còn nói làm thầy người ta. Nếu mẹ muốn con học ổng cứ để cho ổng làm tiền của mẹ thì con cũng hết lời. Con cứ nói là người ta không tốt, con tốt lắm hay sao? Phải, phẩm cách của Trần lão sư không tốt nhưng học vấn cao. Học sinh có biết bao nhiêu người là tấn sĩ cử nhân. Còn con ra sao? Chỉ biết moi khuyết điểm người ta mà không biết ưu điểm của người ta. Sao con lại không chịu nghỉ? Mẹ vì kiếm lão sư cho con đã dọn hết mười mấy chỗ, kiếm hết mười mấy vị lão sư về. Ai con cũng nói là không có giống ai hết, còn chưa có khen ai tốt. Chỉ là vì con kiếm cớ con không muốn học mà thôi. Bây giờ hài lòng chưa? Trần lão sư nói là không có dạy con nữa, con không cần lên lớp. Phải, ngày xưa con thiệt nghĩ như vậy, nhưng bây giờ con thật lòng mà. Con không nỡ nhìn thấy mẹ mỗi ngày phải đi làm mì, hai bàn tay bị khô hết. Tiền kiếm về không đủ cho ông thầy Trần đó gạt đi. Con cái lại. Ê, nó đã lớn rồi, nó biết chuyện mà. Đừng có động một chút là đánh nó, bớt giận đi. Ê, lần này tha cho con. Thôi được rồi, mẹ của cháu đã tha cho cháu hết chuyện rồi. Con nghe nè, Trần lão sư nói là học đường của Thiên Võ năm nay nhận học sinh người Hán. Con háo động như vậy, mẹ đưa con đi là vừa. Để cho con vừa hoạt động lại có thể làm quan. Nhưng mà phải biết nên thân, phải biết nên thân. Không tính tiền quyên quan, nội xã giao cũng mất mấy chục lượng. Ăn cướp tiền nữa mà, vậy mẹ cũng tin. Con mới cướp tiền, cứ bắt mẹ phải xài tiền một cách oan uổng. Đừng có bực bội. Giờ sao? Sao cái gì? Vậy đi, mẹ của cháu đã phí tiền rồi, thì tới Võ Thiên Võ Đường chơi cho vui đi. Tâm cửu à. Cái gì? Mẹ của cháu đã quyết định mình thay đổi được hay sao? Nè tiểu ngủ, khuya như vậy không ngủ ra đây làm gì? Ngắm trăng hả? Vừa rồi mới màng thấy cha. Con thấy ổng là một cao thủ võ lâm. Ổng đi Á Tiêu, ổng thì là oai phong và quy trấn võ lâm. Nhưng lúc đó cháu định kêu cha của cháu thì cháu lại bị thức giấc. Là nằm mơ thôi, nằm mơ đâu có thể coi là thiệt. Đi ngủ sớm đi, đừng suy nghĩ dở dẫn nữa. Nè Tâm Cửu, Tâm Cửu à. Chuyện gì? Hay kể chuyện của cha cháu cho cháu nghe đi. Không được, bà mà biết được cậu kể chuyện bà của cháu, bà nhất định sẽ chửi cậu. Hey, nè, làm gì đây? Kể cho cháu nghe chút xíu thôi. Không được, tiếc là sợ cháu luôn. Một chút thôi nha. Thật ra cha của cháu là một nhà buôn trà lá. Cuộc đời của ổng cứ đi buôn bán khắp nơi. Ổng là một người tốt, thích giúp đỡ người ta lắm. Đối với mẹ của cháu, nè có nghe không đây? Cha của cháu nhất định cao lớn và oai lắm. Nếu không thì cháu đâu có được tuấn tú. Nhưng cái chuyện này cháu thì không hiểu. Cháu đang có dòng máu của cha trong người. Cháu lại là một người háo động. Có phải cha của cháu vậy không? Đương nhiên là không phải. Nè, hắn làm ăn thì giỏi lắm. Nói tới đánh lộn hả? Cậu thì giỏi hơn hắn. Tâm Cửu. Chuyện gì? Cậu nói cha của cháu là người làm ăn giỏi, sao mẹ không cho cháu học làm ăn giống như cha cháu? Cha của cháu. Tâm Nhất. Đại Tẩu. Em nói gì? Dạ không. Tiểu Ngũ hỏi em là buôn bán tốt hay làm quan tốt? Đương nhiên làm quan tốt hơn, có tương lai có địa vị, hơn nữa làm quan có tới hai cái miệng. Đã khuya rồi đừng có nói thêm nữa, mau đi ngủ đi. Đại Tẩu ngủ ngon. Mẹ ngủ ngon. Chuyện gì chứ? Nè, cháu không biết sao mỗi lần nhắc tới cha cháu thì mẹ của cháu lại không vui vậy. Đương nhiên rồi, bà ở quá nuôi lớn cháu mà. Còn cậu thì là kém tài, không giúp ích gì được cho bà, bắt bà phải lao tâm lao lực. Cháu thường hỏi tới chuyện của cha cháu. Nè, vậy là bắt bà nghĩ tới chuyện xưa, bà đương nhiên là không được vui rồi. Không phải, cháu thì có ấn tượng mơ hồ về cha của cháu, cháu muốn biết lắm. Ây da thì tiếp tục mơ hồ đi. Nếu để cho mẹ của cháu nhìn thấy, bà nhất định sẽ giết cậu. Nè nè, Tâm Cửu. Thực ra cha là người thế nào? Cháu thì muốn biết lắm. Mua vô đây nè, qua đây uống trà nè. Mua vô đây. Diệu Tông. Tiểu Ngũ. Sao trễ vậy? Hôm nay không thể theo người lên núi, ta phải lên lớp, ở nhà đàn áp đó. Mình có phải là bạn không? Không được, còn không lên lớp là cha ta nói giam lỏng ta. Nghiêm trọng vậy? Phải. Làm đại hiệp phải giúp đỡ kẻ yếu, ta không cưỡng ép người. Đi học đi. Ta đi trước nha, xin chào. Chào. Cho một cây hồ lô làm ơn. Được. Cảm ơn. Trái cây
đợi của tụi. Hùng Lâu, người tiền bạc của ta đâu tới phiên người mộ phạm. Người cưỡi ngựa xém một chút đụng người ta còn làm dữ hả? Hùng Lâu, là ông đứng sang một bên. Huynh đệ, công bản mới tới người. Người thiên hạ lo chuyện của thiên hạ. Chỗ này đâu có chuyện gì. Nếu không có gì, tại sao còn không đi? Được, hôm nay ta bận việc quan trọng. Cho biết tên tuổi, mai mốt ta thọ giáo. Nam Hải, Trần Đạo Dương. Ta là Minh Kỳ Đại Lý mà. Hẹn ngày tái ngộ. Cảm ơn người bạn trẻ đó đi. Cảm ơn. Không phải tôi đâu, là ông giúp bà đó. Sư phụ. Sao gặp ai cũng kêu sư phụ vậy? Người nào biết võ công đều phải kêu sư phụ mà. Hai chữ sư phụ không thể kêu bừa. Mình thì có duyên đó. Gặp mặt lần đầu là có duyên. Vậy thì hết bốn chữ gặp mặt lần đầu rồi. Ông gặp tôi lần đầu tiên, nhưng mà tôi gặp ông hai lần rồi. Hôm qua thấy ông đấu kiếm với người ta trên núi. Ta không biết người nói gì. Không biết cũng không sao. Biết ta muốn gì thì được rồi. Mình kỳ ý thế lộng hành, bị nhốt là tự chuốc lấy, thì khiến người mát bụng. Trần Đạo Dương có lẽ là nhân tuyển thích hợp, điều tra hắn cho ta. Thuộc hạ tuân lệnh. Tiếng gì cả, cho mượn chút. Trần Đạo Dương sư phụ, mượn trà. Này nè, mời. Tôi là Dương Ngũ, người ta kêu là Tử Ngũ. Thật ra ngươi muốn sao? Muốn bái sư. Trần Đạo Dương sư phụ, xin sư phụ nhận đệ tử một lại. Ta không dám đâu. Cảm ơn sư phụ thí ra. Ta không thâu đệ tử. Ông trời kêu ông nhận tôi làm đệ tử. Nếu không hôm qua đâu có để tôi nhìn thấy được ông và ngưỡng mộ võ nghệ của ông. Và càng hôm nay không để tôi gặp lại ông, để có cơ hội bái ông làm sư. Đây gọi là duyên phận, cũng có nghĩa là ý trời. Tại sao muốn bái ta làm sư? Muốn theo ông học võ. Ngươi biết cái gì là võ công sao? Võ công hả, bao gồm có khinh công, đạp nước rồi bay lên, đạp nước vô thần, yến tử xuyên dân sung. Có nội công, khi xuất chiêu thì có khí thế như là sơn nhũ dục lai, như là thiên mãn lầu. Khi xuất chiêu có thể kinh thiên động địa. Cho nên ngươi muốn học võ công. Một cao thủ đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Chỉ vì muốn đánh lộn. Ê, cao thủ đâu có dễ dàng mà ra tay. Tại sao? Tôi cũng chỉ nghe người ta nói thôi. Người bạn trẻ, lần đầu tiên gặp ta, tốt hay xấu người chưa biết, lại muốn bái ta làm sư. Ngươi không thấy làm như vậy là quá vội vàng sao? Ê, ông đâu phải là người xấu. Mới gặp lần đầu sao lại cứu ta chứ, có đúng không? Nhất định là một đại hiệp. Trực giác của ta không sai đâu. Làm người không phải chỉ nhờ trực giác. Những người tập võ như chúng ta cần phải có ý chí và nhẫn nại. Người bạn trẻ, hãy học làm người tốt trước đi. Sư phụ hoàng, người này là ai vậy? Ngươi còn theo ta, ta sẽ không nể mặt. Đánh chết tôi đi, đánh đi. Tôi không dễ dàng bỏ cuộc đâu. Hai vị khách quan. Vô đây ngồi. Dạ, bên đây. Ở trên có hai chỗ, hai vị muốn ăn gì? Sư phụ à, có chuyện quan trọng phải làm hả? Có phải tôi phòng ngại ông không? Ngươi biết là được rồi. Nếu không muốn bị tôi làm phiền, nhận tôi làm đệ tử đi. Có một chuyện này, ngươi có thể giúp ta không? Đương nhiên, sư phụ hạ lệnh đương nhiên là được. Bao phục vàng, đồ dùng của võ lâm đó. Ngươi đem bao phục vàng này tới bái nguyệt đình ở hậu sơn của Thuận Thiên Võ Học Đường. Chừng đó sẽ có người đến đón ngươi. Nhưng mà ở trong bao này có cái gì? Ngươi mặc kệ đi. Có bị quan lính bắt hay không? Nếu sợ thì đừng đi. Ê, tôi không sợ. Nhưng mà sau khi trở về, nhớ kỹ, chỉ cần đem bao phục vàng này giao tới tay người phải giao thì sẽ an toàn trở về. Rồi nhận ta làm đệ tử. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Đánh chứng lập thệ. Bao phục vàng để bên hông, đánh chết không buông. Nhớ ngay.
trong một canh giờ nhất định phải tới nơi. Nếu không, người nhận tưởng ta xảy ra chuyện thì sẽ bỏ đi đó. Sư phụ yên tâm, nhất định kịp mà. Ông nhớ phải chờ tôi về đó. Nè, ta vẫn chưa thâu người làm đệ tử đâu. Vẫn là câu đó, sư phụ. Nè nè, đã đồ chưa? Lấy đồ hả? Mặt đẹp ở đây. Cái gì? Có chuyện gì? Bây giờ cố hoàng lính không thể để đâu. Nhất định phải dùng đồ này để bán nguyệt đỉnh. Chạy đi. Bên kia. Đứng lại, chạy đi. Đứng lại. Nguy rồi, bao phục vàng. Thưa cha, lại đi chơi chỗ lầu xanh à? Thời gian thấm thoát qua mau. Tuy là con còn trẻ, nhưng mà con thiệt không nên phí thì giờ đi tới mấy chỗ đó. Dạ con biết. Cha đã chuẩn bị trà bát bảo với lại bánh mứt cho con. Qua ngồi xuống ăn đi. Thưa cha, con không khát. Qua ngồi uống trà đi. Hôm nay cha biểu con tới là muốn con gặp một vị cô nương tên là Lý Nhuận, là con gái nhà quan. Cha cổ làm Lan Châu tuần phủ quan nhị phẩm, với nhà họ Đàm mình có thể nói là môn đăng hộ đối. Từ Long Châu tới? Mới tới hôm qua. Ý của cha là? Cha muốn hai đứa coi mắt. Thưa cha, cổ từ xa tới là vì muốn coi mắt. Coi mắt xong là cha an bài cho hai đứa bái đường thành hôn. Cha, con không muốn thành hôn mau như vậy. Chuyện hôn nhân không tới phải con làm chủ đâu. Nhưng mà... Không cần nói thêm, làm theo ý của cha đi. Vì tuổi của con đã tới lúc phải lập gia đình rồi. Có gia đình sẽ khiến con biến thành chững chạc. Con cái của các quan ở trong triều bằng tuổi của con đều đã thành hôn rồi. Cha không muốn con có gì khác với họ. Chỉ có hành vi và bối cảnh tương tự của người mới phải đi chung với nhau. Con có hiểu không? Muốn sinh tồn ở quan trường là có luật của nó, và những luật này có thể đem tới những người làm quan có một cảm giác ưu việt. Nếu như con muốn thành hôn thì phải làm theo những luật lệ này. Nếu không thì sẽ bị người ta bài xuất, tại vì họ thấy là người không phải một chiến tuyến với họ. Tự động, cha đang lót cho con một con đường thanh dân. Con phải tin cha, nghe theo lời của cha. Cha, đi gặp vị cô nương đó đi. Đi đi. Sao rồi Nhuận Nhi? Mùi của phốc tòa cao thiệt là khó ngửi. Ta không biết ta ghét phốc tòa cao hay là ghét mình bị cái bệnh này. Từ nhỏ cô bị bệnh suyễn, nếu không phải phốc tòa cao cứu cô đâu có thể lớn như vậy. Vậy thì ta còn phải nhờ tới phốc tòa cao đến bao giờ? Có phốc tòa cao thì được rồi. Đừng để Đàm Tự Động nhìn thấy ta như vậy nha. Yên chí đi, ta đã căn dặn hạ nhân không để cho Đàm Tự Động biết mà. Không biết Đàm Tự Động là một người như thế nào? Nghe nói thì là có văn tài. Để lát qua thử sẽ biết. Công tử nhà ta Đàm Tự Động muốn gặp tiểu thơ của các ngươi. Tiểu thơ nhà ta có chút chuyện, mời hai vị chờ chút. Phước thọ cao, ai đã hút gì? Dạ,
là... Có phải là tiểu thư của Nghi Húc không? Xin lỗi công tử, nô tỳ không thể nói thêm. Quan được. Tiểu thư, có phải Đàm Tử Đồng tới hay không? Phải, hắn vừa tới trước cửa, nhưng bây giờ đã bỏ đi. Cô hãy nghĩ một chút, chuyện này giao cho ta. Bao cục vàng này là của ta. Quỳnh tổng quản, hết chuyện của người, tránh ra. Trả lại cho ta. Ta bảo quản cho người bấy lâu, sao không nghe người nói cảm ơn? Cảm ơn? Nói một câu cảm ơn là muốn lấy gì hả? Đánh thắng ta, ta trả cho người. Thiếu gia có sao không vậy? Xin lỗi. Không ngờ tay phải của hắn mạnh quá ha. Thực ra Bái Nguyệt định là ở chỗ nào? Tiểu thần tử, tiểu thần tử ở đâu? Tiểu thần tử, không lẽ lãm hiệu? Sao có tiếng đàn ông? Cô là ai? Đừng có lại gần. Cô mới là đừng tới gần. Con gái sang mặt ít quá vậy. Dâm tặc. Ai là dâm tặc? Là ngươi. Ta dâm tặc. Dâm tặc, ta phải giết ngươi. Móc mắt của ngươi ra. À, xin lỗi, thì ra ta bị mù, ta không thấy gì hết. Tạm biệt. Ơ, không phải, từ nay đừng gặp lại nữa. Ca ca, ca ca, tiểu thần tử, người đã đi đâu vậy? Xém chút ta bị người ta xúc phạm. Vừa rồi ta mắc tiểu cho nên mới đi. Xảy ra chuyện gì? Ta thấy một người hoảng hốt chạy ra ngoài. Đừng nhắc tới nữa. Nếu như ta bắt được hắn, ta rút kiếm giết hắn ngay. Các cớp, đã kêu đừng có tới chỗ này để thay đồ mà. Hôm nay lần đầu tiên ta tới kinh thành, không biết chỗ này là muốn đi coi, lại không thể để cho cha biết ta đi chơi. Ngoài cách này đâu còn cách nào hơn. Được rồi, đừng nói thêm nữa. Bây giờ cũng đã trưa, Dương gia đã về tới, chúng ta hãy trở về mau. Ừ, mình phải về mau. Ừ. Đi. Trác Lan Thịnh An ám ở. Giờ trưa cô đã tới kinh thành, tại sao tới bây giờ mới tới Thịnh An? Vì đường xa vất vả, còn rất là mệt mỏi nên đã ngủ trưa một hồi. Cô là cá cát, phải chú trọng tới nghi lễ, đâu có thể vì mệt mỏi mà lơ là như vậy. Trác Lan xin nhớ lời cha dạy. Cô vừa tới kinh thành, có quen không đây? Dạ quen, cảm ơn cha bận tâm. Đà Nhĩ Ma đâu? Con đã đuổi hắn đi rồi. Hắn từ Đông Bắc rượt tới kinh thành, có vẻ là không tệ với con đó. Còn với hắn chỉ là bạn bè thông thường thôi. Cậu hắn là đại trác thất sát của Minh Kỳ Mông Cổ, có ảnh hưởng rất to lớn ở trong triều đình. Cho dù lão Phật già cũng phải kiêng nể mặt của hắn. Hắn thường nhất là Đà Lý Ma. Cha không biểu con đi lấy lòng của hắn, nhưng mà cũng không nên lạnh nhạt với hắn như vậy. Cô hiểu không đây? Chắc là hiểu được. Bẩm Dương gia, Nhạc Thọ Minh và Đàm Kế Tôn đại nhân cầu kiến. An bài họ tới thư phòng. Dạ. Chắc là nếu còn thấy mệt thì đi nghỉ trước đi. Dạ. Con xin cáo lui. Ừ. Kế Tôn, thư hoàng thượng thủ dự. Niên khóa này ta đảm nhiệm học chánh của võ học đường. Các việc của võ học đường lâu nay do ngươi chưởng quản. Từ nay ta mong là sẽ được người chỉ dạy thật nhiều. Dương gia hạ mình hạ dòng tới học đường chủ chánh, hạ hoàng quả nhiên thấy phấn khởi. Hạ hoàng xin nói với tôn chỉ của võ học đường, về giáo dục dương gia của chúng ta sẽ lấy trung quân yêu quốc làm bản, đức dục thể dục làm nền tảng, đề xướng trung tiết tín nghĩa, sung thượng tinh thần dũng võ, bồi dưỡng tư tưởng trung quân yêu quốc và phục tùng tuyệt đối, mong là có thể đề quân những văn tài võ quân cho triều đình. Không biết Dương gia có cao kiến gì? Ta muốn thay đổi phương châm của võ học đường, không biết có được không?
ta muốn làm theo phương pháp của quý tộc Nhật Bổn, đem võ học đường đổi thành quy tụ võ học đường, chuyên thâu hoàng thất thế tước và tôn thất trên bốn phẩm, còn có đệ tử thông minh của bá hoàng văn võ của kinh thành trên hai phẩm, thành tích ưu tú, có thể thực tập trong quân ngũ, thậm chí là có thể cho họ ra ngoài để học thêm. Dương gia, hoàng thượng đã từng hạ chỉ lấy Mãn Hán một nhà làm phương châm mở võ học đường. Cái chuyện này thì đương nhiên cũng giống như là người nói, quan trọng là phải bồi dưỡng một đám văn tài võ quan trung quân ái quốc, nâng cao tinh thần thượng võ cho triều đình đó mà. Nhưng nếu Dương gia làm như vậy, kế tôn huynh, ta biết võ học đường năm nay sẽ thâu người Hán, tới chừng đó ta sẽ cho người có thời gian chứng minh phương châm Mãn Hán một nhà của người được hay là không được, hay là phương pháp thâu quý tộc của ta là được. Vậy cũng được. Nếu như Dương gia còn chuyện gì, hạ hoàng xin cáo lui trước. Được, xin chào. Chào. Mãn Hán một nhà thiệt đúng là quan đường. Nếu cứ như vậy thì chỉ khiến bị mất luôn chánh quyền và quân quyền thôi. Nhạc Thọ Minh. Dương gia, ngươi là giáo quân của học đường, ngươi nghe theo lời dặn của ta, những đệ tử Hán tộc dưới hai phẩm đều không được tu học vào võ học đường. Thuộc hạ tuân lệnh. Nếu để ta gặp cái tên dâm tặc này, ta nhất định sẽ giết hắn. Ta thì chưa có bao giờ bị mất mặt như vậy. Thật ra chỉ trách tiểu tuần tử không tốt. Ta nói với ngươi nhiều lần rồi, đừng có dẫn cát cát lén ra Dương phủ. Dương gia biết được sẽ không có vui. Như vậy mà ngươi lại không có chịu nghe. Dạ, cháu đã có quyền cát cát rồi. Sư phụ, không mất mới tới tiểu thuần tử. Chuyện mà ta muốn làm, không có ai cản trở ta được. Cát cát, nô tài chỉ lo là bị Dương gia biết được ta dạy cho cô võ công. Cô biết rồi, Dương gia phản đối cát cát luyện võ công mà. Nó là thô lỗ, làm mất đi thân phận của cát cát. Ngươi nghĩ coi, có cách nào kiếm tên gian tặc đó ra, ta sẽ mất mắt của nó. Cát cát, hắn chỉ là sơ ý xông vô thôi. Đừng nói thêm, ta nhất định không tha cho hắn. Đã sắp một canh giờ rồi, Bá Nguyệt Đình là ở đâu đây? Nếu không giao kịp cái bao phục vàng này thì không thể bái sư đó. Thật ra trong này có cái gì? Sao quan trọng vậy? Trần Đạo Dương! Đại Dương huynh, danh sách đã giao tới nơi an toàn rồi. Như vậy ta đã đại công cáo thành. Ta thay mặt đại thần của phái Duy Tân cảm tạ ngươi. Nếu mà danh sách này lọt vào trong tay của Dinh Lộc thì hậu quả rất là khó lường. Hào Đông, chúng ta là bạn thân, có nhiều việc không thể nói ra. Bây giờ cũng đã trưa rồi, ngươi hãy bảo trọng. Ta cáo từ. Đại Dương huynh, bốn dạng người đều rơi lệ, thiên hạ ở đâu cũng là nhà, quốc gia sắp diệt vong, ngươi còn có thể đi đâu? Hay là như vậy, ngươi ở lại giúp phái Duy Tân một tay đi Đạo Dương huynh? Đạo Dương huynh, xin lỗi, năm xưa ngươi cũng là một thanh niên nhiệt huyết, ngươi còn muốn cứu quốc cứu dân mà. Đôi lúc ta thiệt ngông cuồng, chính lúc đó ta rất ngông cuồng, không biết tự lượng sức mình. Người vốn chưa có nản lòng, nếu như không thì tại sao người xuống núi? Chỉ vì ta đã nợ tình nghĩa của cố hữu, cho nên mới gửi mạng ngoài trăm dặm. Cả con phố vắng vẻ như vậy không có bóng ma nào hết, nhưng sao không đóng cửa là hơn, hay là về nhà làm cơm sớm đi nghe đại tẩu? Chuyện gì đây? Tại sao lại buồn quá vậy? Miếng ngọc đó không được khỏe sao? Vừa rồi Trần lão sư có nói có thể lót đường cho mình để giúp tiểu ngũ quyên một vở tú tài, vậy là nó có tư cách đi thi võ học đường. Nhưng mà số tiền không ít, tới 500 lạng. 500 lạng? Mấy năm nay chỉ dành được có 200-300 lạng, nhưng vẫn chưa có đủ. Đáng tiền nhất ở trên mình chị
thì chỉ có miếng ngọc này. Nhưng mà cái miếng ngọc này là món đồ duy nhất mà tể phu để lại cho chị thôi. Chị thiệt quý mến nó lắm. Không phải là nói đại tẩu không giúp cho tiểu ngủ, nhưng mà cho dù chúng ta quyên được võ tú tài, không có nghĩa là được vào võ học đường đâu ạ. Nhưng không giúp tiểu ngủ quyên được võ tú tài thì cả tư cách đi thi vô võ học đường cũng không có. Thì cũng phải. Nếu sau này tiểu ngủ được làm nên, có lấy mạng của ta, ta cũng chịu. Đại tẩu nỡ bán hay sao? Ngọc bối này là của tỷ phu em dành lại cho chị. Hôm xưa mỗi lần ảnh ra khỏi nhà thì nói với chị, nhìn thấy miếng ngọc bối này coi như nhìn thấy ảnh. Tỷ phu của em qua đời rồi, ngọc bối này ở cạnh chị đã mười mấy năm. Khi chị không vui, chống không nổi thì sẽ nói với nó: Đức Bảo, vì tiểu ngủ cho ta chống chọi tiếp. Nếu bắt ta phải bán nó, ta thiệt không nỡ. Nhưng ngoài cách này không còn cách nào khác. Nếu như không nỡ bán thì đừng có bán nữa, thì nghĩ cách khác đi. Hay là hỏi bà chủ, bà tốt với mình như vậy nhất định giúp mình. Không được, mình đã nợ của bà chủ quá nhiều. Hơn nữa mấy trăm bạc không phải là con số nhỏ, đâu có thể đem gánh nặng của mình đặt lên mình của người ta. Được mà, hết cách cũng có thể chống chọi, sẽ được. Cũng tại em vô dụng, đã giúp không được cái gì còn liên lụy tới đại tẩu nữa. Không phải chăm sóc cho tiểu ngủ thì lại chăm sóc cho em. Em làm gì đây? Sao lại nói như vậy? Mình là chị em, còn nói nữa chị đánh em đó. Xin lỗi chị. Em đi tiếp khách. Xin chào khách quan, mời ngồi. Ngồi đi. Xin hỏi là muốn ăn cái gì? Trong bình rượu. Thật ra ở đây nổi tiếng nhất là sơn tây đào lóc mì đó. Nếu vậy cho một tô mì đi. Vì khách quan này thiệt lạ mặt, từ đâu tới vậy hả? Ta chỉ muốn uống rượu với ăn mì thôi. Dạ được. Tâm Nhất, chuẩn bị rượu và mì. Dạ. Xin lỗi. Ta cũng xin lỗi, chỉ muốn mượn một nơi vắng vẻ để uống ly rượu. Ta hiểu. Rượu đã tới. Tự nhiên. Tên tự dùng. Tâm Nhất. Dạ. Bắn nó đi. Đức Bảo, Đức Bảo. Bà chủ. Ta không phải bà chủ, ta chỉ nấu mì, ta là Dương Đại Tẩu. Khách quan, xin hỏi cần gì? Dương Đại Tẩu, hôm xưa có phải là người của giang hồ hay không? Không phải, sao khách quan lại hỏi như vậy? Vừa rồi ta nhìn thấy cái túi tiêu của bà. Là của tiên phu. Hắn là một nhân vật anh hùng. Không phải. Khách quan cũng là người giang hồ hả? Có ai không vậy? Các vị khách quan, sao khuya vậy? Mười mấy năm trước, đột nhiên quy ẩn võ lâm tìm cư luyện kiếm, không dám giấu giếm. Thuận Thiên võ học đường vốn là võ học đường của người Mãn, nay được hoàng thượng ân chuẩn cho thu học sinh người Hán. Triều đình làm như vậy là mong có thể thúc đẩy chính sách Mãn Hán một nhà. Nhưng mà võ học đường lâu nay là phạm vi thế lực của người Mãn, vậy nhìn chung lão phu không có nhân tuyển thích hợp có thể giúp được lão phu đánh phá cái cục diện người Mãn làm lớn ở võ học đường. Hôm nay được gặp hiệp sĩ, thế trận hiệp sĩ quả thật là nhân tuyển thích hợp trong thâm tâm của lão phu, cho nên mạo muội đến đây mong là trần hiệp sĩ có thể giúp cho lão phu một tay để đảm nhiệm cái chức quản giáo người Hán của Thuận Thiên võ học đường. Đàm đại nhân, xin thứ lỗi tại hạ không đủ sức. Trần hiệp sĩ võ công cao cường, nếu không truyền lại cho thế hệ sau không phải đáng tiếc sao? Huống chi bây giờ quốc vận suy đồi, triều đình cầu biến, là lúc mà người Hán ngẩng đầu lên. Trần hiệp sĩ, tại sao không lãnh đạo đệ tử người Hán đi dựng sự nghiệp? Đàm đại nhân, thiệt xin lỗi. Trần hiệp sĩ,
Xin lỗi nha Đàm đại nhân, xin ông đừng làm khó tại hạ nữa. Vậy được, nếu như Trần hiệp sĩ quyết ý như vậy, lão phu không nên bám sát quấy rầy, chỉ đành cáo từ. Mong Trần hiệp sĩ có ngày hồi tâm chuyển ý. Cửa lớn của võ học đường lúc nào cũng mở rộng cho hiệp sĩ. Xin chào. Chào. Mời uống ly trà. Trần hiệp sĩ, sao đại nhân lại bỏ đi mau quá vậy? Mời uống trà sâm. Nhìn tướng ông không thể uống rượu nhiều, vậy đừng có uống. Uống trà sâm nha, ta chuẩn bị cho ngươi một ít đồ xào. Không cần. Hả? Thật ra bà có yêu cầu gì? Không, ta nghe đại nhân đó nói mời ông làm giáo quan của võ học đường, sao ông lại từ chối? Làm đi. Ta có làm quan hay không mắc mới gì tới bà? Không, con của ta tên là Dương Ngũ. Dương Ngũ? Phải, nó là võ tú tài, thiệt muốn thi vào võ học đường. Nghe nói trong triều có người quen thì dễ làm việc. Nếu Trần hiệp sĩ chịu giúp cho chúng tôi để nó vào học ở võ học đường thì đúng là ân nhân của chúng tôi. Hiệp sĩ kêu ta làm trâu làm bò, lên núi xuống biển lửa, ta cũng không chối từ. Ế, ta không phải nói không đâu. Một ít quà mọn, xin đừng chê bai. Xem ra bà muốn con của bà vào võ học đường. Mẹ nào cũng muốn con của mình làm nên mà. Ta cũng mong thằng con có ngày được nổi bật. Không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoán đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú.